Ủy ban châu Âu EC vừa ra tuyên bố sẽ cho phép các doanh nghiệp thuộc Liên minh châu Âu được mua khí đốt của Nga bằng đồng rúp. Theo tài liệu hướng dẫn mà EC gửi tới các nước thành viên EU và được công bố trực tuyến, các quy trình thanh toán theo nghị định nói trên của Nga không nằm trong các lệnh trừng phạt của khối này đối với Moscow. Tháng trước, Nga đã ban hành một nghị định yêu cầu các quốc gia không thân thiện khi mua năng lượng của mình phải mở tài khoản tại Gazprom Bank. Các thanh toán thực hiện bằng đồng euro hoặc đô la Mỹ sẽ được chuyển đổi thành đồng rúp. Tổng thống Nga Putin tuyên bố không có đồng rúp thì không bán khí đốt. Liên minh châu Âu phụ thuộc gần 50% vào khí đốt của Nga, vì thế nhiều quốc gia không ủng hộ ý tưởng trừng phạt Nga trong lĩnh vực năng lượng. Ngoại trưởng Áo Magnus Brunner ngày hôm qua cho biết, nước này phản đối khả năng áp đặt lệnh cấm nhập khẩu khí đốt của Nga vì điều đó sẽ gây hại cho Viên nhiều hơn là cho Moscow.